ghi nhận công trạng bằng những cái ví dụ như huân huy chương hay là danh gì hiệu danh có đấy, về về đến nơi thì cho ăn dưỡng 2 tháng nhưng mà bọn em không ăn dưỡng được, về nhà thôi, thích về trong đêm luôn chứ không cần phải ăn dưỡng khi mừng quá rồi. 3 năm rưỡi mà chứ tôi là có con, có vợ có con rồi. Mà dư mà về không cần phải không ăn không uống không cần phải ở một ngày một giờ nữa. Mà để như thì sau một tuần họ mới cho về. Là hôm đó thì dân làng bà con họ đến là xem đông lắm, như người hồi luôn. Có người chỉ cần xem mặt thôi nhưng cũng không được. Ở chỗ là dân mình tự nghĩ nó không biết sáng nó Trung Quốc nó làm như thế nào. Nó độc định hay là chẻm hay là nó tiêm thuộc hay nó còn làm gì không, còn nguyên vẹn như cái thời mình đang còn ở nhà không à, nên bà con chỉ cần tha thiết là nhìn thấy mặt thôi mà cũng không được, nó đóng chặt cứng cả làng á. Có những cái kỷ niệm nó vui lắm nhưng mà đôi lúc mình thì con nhà nông thôn làm ăn thì vất vả lắm, cũng quên rồi, nhớ rồi quên, buồn vui lẫn lộn nữa. Khi về thấy mấy cả đồng chí đi lánh lăn á là về này, còn tôi là khi về mà đến qua là được đào trả mà bước qua một cái vạch 20 mét qua quốc tế này thôi, anh em ai cũng khóc hết, chảy nước mắt luôn, mừng là bước sang là biết được là về nhà rồi. Nhưng mà sau bộ quốc phòng lên đón về trại điều dưỡng, anh em ở điều dưỡng á thì anh em cũng nói chung cũng vui cũng mừng. Nhưng mà được một tuần thì quân chủng hải quân lên đón đưa về bệ cháy, thì các đồng chí đi là lên hỏi nguyện vọng người nào này, nhớ nhà bảo mấy anh đi bảo này xin về phép, thì bên kia là quân chủng cho về phép 2 tháng đó. Tôi thì vào viện điều trị thêm mấy tháng cho đến Tết, là sạt Tết của năm 92 thì đơn vị bảo là thôi sạt Tết rồi thì để giảm đi thương tật đi để cho về gia đình cháu lâu rồi. Thì bắt đầu giảm binh thương tiện và quân chủng là đưa một cái chuyến xe là trở về gia đình luôn, nó như được gì đông là về đến địa phương là ngay tin về là dân làng chạy đến chân cứng đường xem đúng như là hồi luôn. Thì lúc đó quân chủng đưa về nữa thì có mấy người quân chủng đưa về nữa, rồi là lúc nữa thì về là đồn đài để tung có cái đi cái khác để thương binh nói như chế trọng thương binh lưới một ho nghỉ này là ngõ năng khiếp luôn, chỉ coi tình hình ra mà về sau khi về gia đình có lập cái bàn thờ nữa, bầu tử rồi mà, rồi là gia đình có lập cái bàn thờ để nguyên bàn thờ nữa. Để ba mẹ bảo là bàn thờ đó, khi sau một năm thì đơn vị có bầu tử lập bàn thờ này, rồi cũng có cùng này đi làm cái thầy cúng ở ngoài biển á, tiêu hồn của con đưa về ngoài biển, rồi phan cũng lên rồi cũng bảo là hồn linh thiêng rồi về cũng dập bàn thờ rồi, đấy, nó cũng chết rồi đấy, đấy, thầy mà nói đến cái mức độ đấy, cuối cùng về là bắt đầu là phải từ tay mà tháo dỡ bàn thờ đi. Đó là những cái kỷ niệm mà đến về là cả dân làng ra là ôm khóc đó. Sau cuối cùng đến năm 92 á, thì cưới vợ á, thì xã cũng quan tâm thì đầu tiên á, lấy vợ đầu tiên hồi xưa thì cưới đơn giản thôi, cũng giống như cưới như này thôi, cả cái hội trường của xã á, là cho mượn là tổ chức cưới luôn, hai vợ chồng tổ chức cưới thì xã cho mượn hội trường cưới, rồi xã đứng ra là làm ban tổ chức, anh em bạn bè là mua pháo đột mừng khiếp luôn. Mà đến nỗi cô dâu chú rể đứng trên này là đẩy sang bên luôn để khán giả vô xem luôn, chứ cô dâu chú rể có thấy được đâu. Kỷ niệm là hay về như thế. Và những cái phần thưởng mà các anh được nhận, ví dụ như là cái ghi nhận công trạng của mình, cái phần thưởng công trạng thì sau khi về năm 92 thì quân chủng trao thì quân trưởng chiến công hạng 3, thì cái huân chương chiến công hạng 3 thì có từ năm 88 nhưng mà quân chủng giữ cho đến khi trao trả tù binh thì bọn tôi về thì mới đưa, thì chỉ có vẻn vẹn đưa là lên đọc quyết định và đưa cho mỗi người mỗi tờ giấy thôi, khúc cũng không có luôn, mỗi người mỗi cái giấy lăn tròn và đưa về thôi, đó là cái huân chương chiến công. Còn vừa rồi đây là cách đây 2 năm thì anh em có cái sự viết thư về hỏi han về nhờ tất cả báo chí thì có hỏi han về làm cái chế độ tù đáy ấy, thì vừa rồi đây là được cái chế độ tù đáy là 797.000 đó, thì được mới nhận được như năm ngoái ha, 12 năm thì đó là được cái chế độ đó. Thì còn anh em được thương binh thì ai được thương binh như đóng đây thì được thương binh lùi 4
21%, thì thương binh nặng 80% thì được chế độ như được, còn cái chế độ thì như đảng nhận được thì ai đọc sao thì mình làm thế. Anh cũng được huân chương chứ? Có chứ, thế cũng được, cùng tung nhồng nhau cả thôi, mà chế độ tu cũng nhồng nhau cả. Nhưng mà đôi lúc bọn tôi thì cũng không đòi hỏi đâu, nhưng mà họ quan tâm được thì càng mừng. Nói chung là nhờ các anh chị báo chí rồi là cũng quan tâm, nói chung nhờ tuyên truyền báo chí tuyên quan tâm giúp đỡ để làm cho là kêu gọi để hướng dẫn cho anh em là làm. Thì báo chí bắt đầu đi tìm lại anh em để kết nối được anh em gặp nhau, còn hồi xưa là anh em rất lạc biết đó, thì cũng nhờ báo chí để nhờ anh chị em để cũng để tìm lại để nói gặp được, thì giờ cũng biết nhân này rồi biết tất cả anh em trong cho hồi xưa về là thất lạc đấy, không biết ai hết, quên đấy. Bây giờ đã gặp nhau được cùng chưa? Yeah, cũng gặp cũng đủ được một lần rồi, là đợt ở Đà Nẵng đấy, thì ban liên lạc được xa Đà Nẵng đấy có Dũng mất đó, thì chỉ nên em tụ đã gặp lại nhau đủ rồi. Hùng thì cũng gặp được, về Hùng về là bị mất đau mất trước, còn anh em tìm lại được đây mười mấy người đây thì mới thành lập ban liên lạc đấy, thì cũng mới tìm được được mười mấy người ấy. Thì có cái tổ chức ở Sài Gòn ấy, có mời sẽ đi vận chuyển ở Sài Gòn ấy, thì cũng anh em cũng gặp được, bởi vì trong Bình Định có một người này, một người ở trong Đắk Lắk, hai người ở trong Đắk Lắk, một người ở Đồng Hà, thì có một bộ phận mấy anh ở Sài Gòn đã chờ cho đi được mấy ngày ở Sài Gòn, thì cũng gặp được mười mấy là mười mấy người, nhưng mà cũng chưa hết, chưa đầy đủ, chưa có ai đứng ra để mà tổ chức cho anh em gặp, chưa có điều kiện, cuộc sống còn khó khăn, mỗi người làm ăn còn chúng tôi mà tự đi tìm nhau là hơi khó đấy. Vì nó cả nước mà cả nhiều tỉnh mà hơn nữa là mình có nhà thuần nông thì làm sao mà chưa có dịp để gặp thường xuyên thôi, nhưng mà trên điện thoại thì gặp trên điện thoại rồi thì cũng có. Chào các anh. Cũng trước hết là chúc mừng các anh được gặp lại nhau, thấy các anh rất là khỏe mạnh. Các buổi trao đổi hôm nay nghe câu chuyện của các anh thì cũng là thay mặt cho các khán giả của Uni Việt Nam, thì chúng tôi muốn biết thêm trên cái xuồng nhôm đấy, cái xuồng nhôm mà mình chở người bị thương và người khỏe bám vào để bơi về sinh tồn đấy, bơi về Colin. Thì có mấy cái vấn đề như này. Thứ nhất là ở trên đấy thì có người chỉ huy không? Hai nữa là có người đứng ra để điều hành ở trên cái xuồng ấy không? Hay anh em có những người đồng ý thôi là hai? Và anh có thể nói về những cái điều mà mình nó diễn ra ở trên cái xuồng từ lúc mà mình lênh đênh trên xuồng cho đến lúc mà mình nhìn thấy cô Lin, hay là cô Lin nhìn thấy mình ấy, đại loại như thế, và vớt mình lên, thì những cái diễn biến và cũng như tâm trạng của mình. Vâng, xin mời các anh. Báo cáo với chị thế này. Thì sau trận đánh đó thì bọn tôi đã được đến xuồng và vớt những anh em thương binh và tìm những liệt sĩ, nhưng cũng không tìm được nhiều người, chỉ được mỗi Phương và một số anh em thương binh thì cũng đưa lên xuồng. Thì lên xuồng thì cũng trong đó có là Trung Lý Trương, là bây giờ gần người chỉ huy cao nhất con sóng của những cái sóng đó thôi, chứ không phải là cái cao nhất của chuyến tàu đi. Thì ông đó là bên một khung của những chỗ bọn em là lính tầm ba đấy, sĩ dân. Thì lên xuồng đó thì khi mà người lên xuồng thì nước nó vào các lỗ đạn bắn trước ấy, thì anh em cởi áo quần hết và bắn bỏ cho số thương binh và còn lại một số tình nhẹt những cái chỗ lỗ nữa để cho nước khỏi vào. Thì đi được một khúc thì vượt thêm được một như anh Hải chạy á, là mới đôi ngoài nửa vào á, mới ngoài với tàu vừa trôi vào là vượt được tiếp anh Hải nè, là lên tàu. Thì quyết định của có lúc đó vẫn có chỉ huy đó là anh Trương, thì bây giờ quyết định là tàu Trung Quốc thì đi rồi, thì mình quyết định là chưa không biết đi về hướng nào, chỉ nhìn 505 của mình nhé, là đang còn sống, có nghĩa là hút lên đảo hay là con sống đó. Thì anh em cố gắng là về tới đó, thì về tới đó thì cũng có phương tiện, cũng có động cơ, thì dùng bằng sức người thì số anh em yếu và thương binh thì nằm trên, còn những người khỏe thì xuống dưới giáp bộ nằm hai bên màn thuyền á, cứ kéo đi
kéo đến về cuối đảo thì cái đảo nó dài, đảo Gạc Ma thì nó dài, kéo về thì 57 cây số rồi. Thì nhắm về cái 505 là cũng thấy gần cái tàu to mà người ta cứ vừa cho thật tối qua mà vừa cùng treo được bao nhiêu thì treo bao nhiêu thôi, chứ cùng nghỉ lúc nào thì cùng một máy đến thôi. Nhưng không ngờ thì bên chủ 505 là phát hiện người bên chủ 604 này còn sống và đã lên xuồng về, thì ông quyết định thả xuồng xuống và đưa dắt chúng tôi là về lại 805. Trong lúc ra đó thì có ra đi là ông đã lên cho mang theo sữa và nước để cuộc anh em đi cấp cứu được đường từ một ngày trên biển đánh đánh thì về tới, nhưng nói chung những người khỏe thì vẫn còn, thì người đó chạy hết, chạy ra hết, ngắm thân ba lần nước biển mặn lên rụp lên bồng nước lên hết. Nhưng là tôi là những người thương binh thì nằm trên tàu cả ngày vật lộn máu me, rồi nó chạy ra nó lăn xin là anh em ơi cởi áo của quân áo của mình ra mình đập lên và bắn lại, nhưng cuối cùng vệ sinh tôn nó vẫn chết thêm một người đó lên thử Trường Sơn. Câu chuyện đến mà lúc mà kéo ở trên đảo ấy thì lúc đấy là phải dùng sức để kéo, dùng sức người dắt hai bên mạn thuyền là cứ lôi đi thôi. Thế còn vừa lôi bồ vừa đi thì nói chung lúc người nước ngập sâu không? Lúc mà đến buổi chiều là được đâm ngang cổ thôi. Vâng. Có nghĩa là cái thuyền này nó vẫn nổi chứ? Nổi. Vâng. Thì đương mình đẩy đi thôi. Vâng. Thuyền là thuyền to mà thuyền nổi. Vâng. Thế còn khi mà quyết định đi sang Cô Linh ấy thì là từ bên này mình có nhìn thấy cái tàu có. Dạ. 505 thấy chứ, à, ngay thấy ngay chỗ bắn vẫn nhìn thấy. À, tức là tàu bên này là mình nhìn thấy bên kia luôn. Bên kia. Đấy tàu. Vâng. Và chỉ có điều là mình phải đi bộ xa. Vâng, lúc bọn tôi ở trên đảo thì đừng phát hiện thì biết bắn cả ba tàu một lúc luôn á. Trung Quốc nó bắn cả ba tàu một lúc luôn á. Thế khi mà các anh bơi ở trên biển thì phải bơi lâu không? Nhà trừ lâu. Cái đoạn kéo ở trên đảo ra thì anh bơi ở trên biển lâu không? Không, thời gian bơi từ mấy tàu vào chủ xây dựng thì khoảng mấy chục mét thôi, nhưng ở trên đảo thì xây dựng thì cũng về bơi nhưng là đừng được can. Khi mà anh Thống anh ấy quay trở về vừa bị thương rất là nặng, bị thương một trên bốn nhỉ? Dạ. Vâng, bị thương rất là nặng và lại kèm theo những lời đồn đại. Dạ. Thì chị có băn khoăn không? Thì nói chung hồi nữa em cũng vẫn băn khoăn, nhưng mà xã các cái người mà họ làm trên xã là họ đi vận động mẹ của em lại thương binh sau này rồi có gì khó khăn thì họ sẽ giúp đỡ chứ. Thế mẹ em bảo thôi thì ta đi phục vụ nhà mà hy sinh như thế thì con cứ yên tâm mà lấy đi. Nói chung đồng viên rồi đấy. Đồng viên rồi chứ hôm sau một thời gian thì họ cứ đến họ. Nhất là có anh trong họ của em cứ làm được tin xã. Ngày mùng để nói với mẹ em. Thôi thì thịm gà cùng còn thuyết thì cho thời thống đi, sau này có việc gì khó khăn có tôi sẽ giúp đỡ cái thêm. Là buổi này thì họ vừa nói một thời thì mà em thì nói thôi thì đó đấy, gà cho thống đấy thì cũng, khi trước cũng có nhiều người cũng họ cũng yêu, nhưng mà họ cũng yêu em mà, nhưng mà nay mà để yêu là cứ nói thôi gà cho ai hết, gà cho thương binh đi cũng được, sau này là có gì thì xã quan tâm họ giúp đỡ. Rồi là hai gia đình ngồi lại nói với nhau là đi cưới em là đi xã toàn họ đi, nói chung họ bơm cao đầu rượu được là họ đi làm lễ trên xã tổ chức và cái thôn thì trên xã cho trên xã họ làm lễ. Nói chung hồi nữa cùng em cưỡi cùng láng họ đi xem đóng lắm, thì
bởi vì thương binh về láng ấy, mà lại vợ là có xã là họ quan tâm, là họ đến họ quan tâm thì là họ tổ chức tên hội trưởng, là không kể nhà mà kể tên hội trưởng. Để sau thì nói chung thì họ cung cấp chỗ đây ở miếng đất thôi, nhưng mà hồi này là kinh phí của xã là không có tiền mới xây nhà, thì họ cho miếng đất đây là vợ chồng làm ăn là hình thống, hồi này là sửa chữa ra. Còn em thì đi buôn, đi buôn cá một thời gian thì họ cho làm chợ đấy, hồi trước cũng cho làm chợ cùng một thời gian làm rồi, làm được mấy năm vừa là không làm nữa, đó họ cho người khác làm. Tại vì em buôn gạo, em mở quán ra buôn gạo. Mấy năm trước thì em buôn bán cũng được, nhưng mấy năm đi làm ăn khó, buôn khó. Mấy năm đi người họ buôn họ tanh chênh lắm, bởi vì họ vốn họ nhiều quá ấy, họ buôn được, còn em vốn ít vốn thì làm ăn cũng bán khó. Thì vừa cũng nói chung thì cũng đủ ăn,